Các em thân mến, chào các em đã quay trở lại với loạt bài giảng bằng sơ đồ tư duy các tác phẩm văn học trong chương trình ngữ văn 9 phục vụ ôn thi vào lớp 10. Trong video tuần này, thầy sẽ hướng dẫn các em sơ đồ hóa các kiến thức về tác giả, tác phẩm cũng như toàn bộ nội dung bài thơ Ánh Trăng của Nguyễn Duy. Hãy bấm đăng ký kênh và nhấn biểu tượng chuông thông báo để không bỏ lỡ các bài giảng tiếp theo. Sau đây, chúng ta cùng bắt đầu bài học. Đầu tiên, chúng ta cùng đi vào phần khái quát tác giả. Ở phần này, các em cần nắm cho thầy 3 ý sau đây. Ý thứ nhất là vài nét về tiểu sử của nhà thơ Nguyễn Duy. Ý thứ hai là phong cách nghệ thuật. Và ý thứ ba là sự nghiệp sáng tác của ông. Ở ý thứ nhất, tiểu sử thì các em cần nắm. Nguyễn Duy, tên khai sinh là Nguyễn Duy Nhuệ, sinh năm 1948 tại Thanh Hóa. Năm 1966, ông gia nhập quân đội. Sau 1975, ông chuyển sang làm báo. Năm 2007, ông được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Ở ý thứ hai, phong cách nghệ thuật thì các em cần ghi nhớ. Thơ Nguyễn Duy có sự kết hợp hài hòa giữa cái duyên dáng, trữ tình với chất thế sự đậm đặc. Nhiều bài thơ là tiếng nói khạc khái, bộc trực, ngang tàng mà trầm tĩnh, giàu chiêm nghiệp và mang tinh thần công dân sâu sắc. Ở ý thứ ba, sự nghiệp sáng tác thì các em cần ghi nhớ. Nguyễn Duy sáng tác nhiều thể loại. Về thơ, ông có các tập thơ như Cát Trắng 1973, Ánh Trăng 1984, Đãi Cát Tìm Vàng 1987. Về tùy bút có tác phẩm Nhìn Ra Bể Rộng Trời Cao năm 1986. Ánh Trăng được xem là thi phẩm tiêu biểu cho hồn thơ của Nguyễn Duy. Tiếp theo, chúng ta cùng đi sang phần khái quát tác phẩm. Ở phần này, các em cần nắm cho thầy hai ý. Ý thứ nhất là xuất xứ của bài thơ và ý thứ hai là nội dung khái quát của bài thơ. Ở ý thứ nhất, xuất xứ thì các em cần ghi nhớ bài thơ Ánh Trăng được Nguyễn Duy viết vào năm 1978, 3 năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bài thơ được in trong tập thơ cùng tên, xuất bản năm 1984. Ở ý thứ hai, nội dung khái quát thì các em cần nắm bài thơ là lời tự nhắc nhở về những năm tháng gian lao đã qua của cuộc đời người lính gắn bó với thiên nhiên, đất nước bình dị, hiền hậu. Bài thơ có ý nghĩa gợi nhắc, củng cố ở người đọc thái độ sống, uống nước nhớ nguồn, ân nghĩa thủy chung cùng quá khứ. Trên đây là những nét khái quát về tác giả và tác phẩm. Tiếp theo, chúng ta cùng đi sang phần đọc hiểu văn bản. Về nội dung bài thơ này, các em có thể nắm cho thầy 4 luận điểm sau đây. Luận điểm thứ nhất, Ánh Trăng của quá khứ được thể hiện ở hai khổ thơ đầu. Luận điểm thứ hai, Ánh Trăng của hiện tại được thể hiện ở khổ thơ tiếp theo. Luận điểm thứ ba, Cuộc Tao Ngộ Bất Ngờ được thể hiện ở khổ thơ thứ tư. Và luận điểm cuối cùng, Khoảnh Khắc Thức Tỉnh được thể hiện ở hai khổ thơ cuối. Sau đây, chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu từng luận điểm. Luận điểm thứ nhất, Ánh Trăng của quá khứ được thể hiện ở hai khổ thơ đầu. Hồi nhỏ sống với đồng, với sông rồi với bể, hồi chiến tranh ở rừng, vầng trăng thành tri kỷ, trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên cùng cây cỏ, ngỡ không bao giờ quên cái vầng trăng tình nghĩa. Hai khổ thơ đầu cho ta hình dung về một cuộc sống vất vả, gian khó. Ở đó, vầng trăng gắn bó với tuổi thơ, hồi nhỏ sống với đồng, với sông rồi với bể. Những hình ảnh đồng, sông, bể vừa mở ra một không gian thiên nhiên rộng lớn, vừa giúp hình dung về một cuộc sống bươn chải, đầy phiêu dạt khó khăn. Vầng trăng tuy không trực tiếp xuất hiện, nhưng ta vẫn có thể thấy hình ảnh vầng trăng luôn đồng hành cùng tác giả, tỏa sáng trên khắp mọi nơi chốn mà con người đi qua. Khi lớn lên, vầng trăng lại gắn liền với những gian lao đời lính. Vầng trăng chiếu sáng núi rừng, soi tỏ con đường hành quân đánh giặc. Người ở đâu thì trăng ở đó, vầng trăng và con người gắn bó không rời. Trong quá khứ gian lao ấy, con người và vầng trăng có chung một vẻ đẹp, trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên cùng cây cỏ. Dù khó khăn vất vả, nhưng con người lúc ấy có một tâm hồn mộc mạc, chân tình và hồn nhiên như cây cỏ. Và ánh trăng cũng trong trẻo, mát lành như tâm hồn chất phác của con người. Hai câu thơ ngỡ không bao giờ quên cái vầng trăng tình nghĩa cho thấy trong quá khứ gian lao ấy, con người có một niềm tin tưởng mãnh liệt rằng mình sẽ không bao giờ quên được vầng trăng,
cũng như sẽ không bao giờ quên được tình nghĩa của một thời gian khổ mà chung thủy. Khổ thơ tiếp theo nói về ánh trăng trong hiện tại. Từ hồi về thành phố, quen ánh điện cửa gương, vầng trăng đi qua ngõ, ngỡ người dưng qua đường. Ở đây, bối cảnh sống đã có sự thay đổi, đã qua rồi một thời gian khó. Thay vì phải bươn chải phiêu dạt khắp chốn đồng rộng, sông dài, biển cả, rừng xanh, con người giờ đây đã được về thành phố, sống trong sự đầy đủ tiện nghi vật chất. Con người dần đã quên đi cái trần trụi hồn nhiên của thiên nhiên cây cỏ để quen dần với ánh điện cửa gương. Hệ quả là mối quan hệ giữa con người và vầng trăng cũng có sự thay đổi, hay nói chính xác hơn là lòng người đã thay đổi. Đắm mình trong ánh sáng đèn điện, con người ít khi còn để ý đến vầng trăng. Ánh sáng chói lòa của đèn điện đã khiến con người không còn có dịp được đắm mình trong ánh sáng của vầng trăng mờ ảo. Con người trở nên vô tình và vầng trăng bị lãng quên. Vầng trăng đi qua ngõ, ngỡ người dưng qua đường. Từ mối quan hệ nghĩa tình, tri kỷ, giờ đây con người xem vầng trăng như người xa lạ, người dưng. Nói đúng hơn, trong tâm khảm con người, vầng trăng giờ đây có cũng như không, có đấy mà cũng như không hề tồn tại. Từ ngỡ lại một lần nữa xuất hiện, vầng trăng đi qua ngõ, ngỡ người dưng qua đường. So sánh với từ ngỡ ở khổ thơ trên, ta mới thấy hết được sự bạc bẽo vô tình của con người. Như vậy, tiện nghi vật chất đã làm con người lãng quên quá khứ gian lao, sung sướng giàu sang đã làm con người phai nhạt nghĩa tình, sự tất bật vội vã đã khiến con người không có giây phút lắng lòng để hòa mình với thiên nhiên. Thế nhưng, may mắn thay, đúng vào cái lúc tưởng chừng như con người đã ngủ quên trong no ấm, thì một cuộc tao ngộ bất ngờ đã xảy ra. Thình lình đèn điện tắt, phòng building tối om, vội bật tung cửa sổ, đột ngột vầng trăng tròn. Nguyên nhân của cuộc tao ngộ bất ngờ này chính là sự kiện thình lình đèn điện tắt. Khi ánh sáng nhân tạo không còn nữa, khi mà phòng building bỗng chốc tối om, thì kết quả là vầng trăng đã có cơ hội để tỏa sáng. Từ thình lình và đột ngột đều diễn tả một sự kiện xảy ra bất ngờ, không thể lường trước. Chính vì sự không thể lường trước này đã gây ra một sự chấn động đột ngột trong tâm hồn con người, khiến con người kinh ngạc, ngơ ngác trước sự xuất hiện của vầng trăng. Và khoảnh khắc thức tỉnh đã xảy ra. Ngửa mặt lên nhìn mặt, có cái gì rưng rưng, như là đồng, là bể, như là sông, là rừng. Câu thơ ngửa mặt lên nhìn mặt cho thấy con người bất ngờ đối diện với vầng trăng. Gặp lại vầng trăng, con người như gặp lại một người bạn cố tri mà bấy lâu nay vì sống trong tiện nghi vật chất, con người đã vô tình quên lãng. Và bỗng nhiên, ký ức của một thời quá khứ ùa về với đồng, với bể, với sông, với rừng, với những nơi chốn đã đi qua, với những năm tháng gian lao đã từng trải. Phép liệt kê đồng, bể, sông, rừng cho thấy quá khứ trở về ào ạt, mãnh liệt đến nỗi khiến nhà thơ rơi vào tâm trạng xúc động mãnh liệt, nỗi nghẹn ngào day dứt làm nhà thơ rưng rưng nước mắt. Niềm xúc động bất ngờ khiến nhà thơ suy ngẫm về tình người, tình đời. Trăng cứ tròn vành vạch, kể chi người vô tình, ánh trăng im phăng phắc, đủ làm ta giật mình. Trăng cứ tròn vành vạch nói về tấm lòng thủy chung của vầng trăng. Trăng vẫn thế, vẫn như thời quá khứ gian lao, bao giờ cũng tròn đầy, vẹn nguyên tình nghĩa. Ánh trăng im phăng phắc nói về sự bao dung của vầng trăng. Dù bị lãng quên, vầng trăng vẫn không hề oán trách con người, vẫn im lặng một cách đầy độ lượng. Cấu trúc trăng cứ kể chi người nhấn mạnh sự tương phản giữa con người và vầng trăng. Nếu vầng trăng chung thủy thì con người lại nhanh chóng thay lòng đổi dạ, sống trong chăn ấm nệm êm. Con người đã vô tình và nhanh chóng quên đi quá khứ, quên đi một thời gian khó bên nhau. Và cái giật mình kết thúc bài thơ là cái giật mình thức tỉnh của lương tâm, cái giật mình của sự ăn năn, hối lỗi, xấu hổ, để từ đó tìm lại con người có tình nghĩa như phút ban đầu. Đó là cái giật mình đáng trân trọng mà con người cần có để biết tri ân quá khứ, nhớ về nguồn cội. Đó cũng là đạo lý muôn đời mà ông cha ta đã dạy. Uống nước thì phải nhớ nguồn, ăn quả thì phải nhớ kẻ trồng cây. Để có được hạnh phúc hôm nay, phải ghi nhớ những hy sinh mất mát mà người đi trước đã phải đánh đổi. Với giọng điệu tâm tình tự nhiên, hình ảnh giàu tính biểu cảm,
Ánh trăng của Nguyễn Duy như một lời tự nhắc nhở về những năm tháng gian lao đã qua của cuộc đời người lính gắn bó với thiên nhiên, đất nước bình dị, hiền hậu. Bài thơ có ý nghĩa gợi nhắc, củng cố ở người đọc thái độ sống uống nước nhớ nguồn, ân nghĩa thủy chung cùng quá khứ. Các em thân mến, trên đây thầy đã vừa hướng dẫn các em đi vào tìm hiểu những kiến thức cơ bản về tác giả tác phẩm cũng như toàn bộ nội dung bài thơ Ánh Trăng của nhà thơ Nguyễn Duy. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.